Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 4 tháng 11 năm 2020. Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 2 đến 11 độ. Thủ đô Paris, Pháp, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 2 đến 12 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 2 đến 12 độ.